Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Năm 2015 á, là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái là xấu kinh khủng khiếp luôn đó cô. Lần đầu tiên mà còn để tóc giống giống em y chang vậy nè, tóc bưng bê á. Em giống như là em bị ấn tượng, em thấy vượt diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu. Thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi. Thế thì đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò. Sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi, mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái phí của mình nó không đủ trong áp lực cô ạ. Thì cái lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Thời sinh viên có được 800.000 ạ. Đi chơi. Dạ vâng, thì hôm đấy thì dạ hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Đủ khả năng. Một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên thì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau, mình cũng chủ động mình tới thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi thì bốn cái bờ môi chạm vào nhau thì lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nếu con chủ động dạ, đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì, nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên, và họ sẽ mang điều thú vị đó đến cho sân khấu của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Và cặp đó là cặp đôi này là ai? Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp đôi đầu tiên. Anh lại nhắm mắt lại rồi mở mắt ra coi phải không nha. Yeah! Cô, em chào cô. Con thấy hôm nay cô giống như bà Xui chưa? Rồi ôi, đúng cái hình ảnh này là hôm bữa mẹ con ở trên sân khấu này đám cưới con là cô bằng mọi cách cô phải làm này, cô tái hiện này. Đấy, vì không về ăn đám cưới tụi con được. Thành ra hôm nay cô giống như là dự đám cưới lại vậy đó. Cô thay mặt chương trình Vợ Chồng Son này, cô thay mặt anh Quốc Thuận này, chúc tụi con là trăm năm hạnh phúc. Cả trăm cái gọi là bún đậu mắm tôm. Mua mai bán đắt. Đâu cả trăm chi nhánh chứ. Cả nước nữa con nhớ. Bây giờ nó tới Vũng Tàu rồi. Đấy, dạ. Cho nên cứ thế phát huy nhá. Dạ vâng ạ, hai vợ chồng con cảm ơn cô ạ. Thật sự thì con mời đám cưới cũng rất nhiều người, nhưng mà cũng mời vào cô vào đúng lúc 4 giờ sáng thì là cũng là một cái mà cũng rất là kỷ niệm á. Nhớ hoài luôn. Lúc với cô là bên Mỹ và lúc bây giờ nó trái với giờ mình mà. Em gọi điện như bình thường à. Cô ơi, tụi con chuẩn bị sẽ làm đám cưới, trân trọng mời cô dự với tụi con. Thì cô nói nguyên Mỹ rồi thì mình nói dạ vâng, thế để đợt sau. Lúc sau cô nói là bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Thôi bây giờ mời ngồi đi. Rồi. Trời ơi. Bây giờ mời hai đứa giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Vì trước đi. Tại bình thường ở nhà thì vợ nói, sau đó thì em mới được nói ạ. Nên là thường thường vợ trước đúng không? Dạ, nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Dạ, con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán. Trời ơi, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Thế nãy ta vừa chúc 100 đấy thấy. Rồi bây giờ tới khoa đây em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vi ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ, kém vợ con 3 tuổi ạ. Ồ, ba đã biết được con sắp 34 ạ. Không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm Khoa. Con già lắm Khoa. So với vợ con thì con già lắm ý. Dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nỗi niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ. Nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nỗi niềm và nghiêm túc. Thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em nó bắt đầu như thế nào. Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Cơ duyên nào tụi con gặp nhau? Dạ,
Dạ, tụi em gặp nhau lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài á. Bạn em rủ em đi xem, tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó, thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi, chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ, năm 2015 á, là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn đó cô. Lần đầu tiên mà còn để tóc giống giống em y chang vậy nè, tóc búp bê á. Em giống như là em bị ấn tượng, em thấy nó vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Lúc đó chưa làm quen, đến tuần thứ hai em đi xem tiếp thì bắt đầu diễn đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu mà hay nhìn xuống em hoài à. Chắc là cũng để em lúc đó giao lưu với cả đồng. Em không phải là người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu, thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Nhưng mà con tả vì lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ, nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang ngang thế này. Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là ad Facebook, ad Zalo đồ. Về thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này, xong rồi em thấy tên cái em vô, thấy đăng Mạc Văn Khoa cái em vô, em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? Vậy hả? Đấy lại rất là chẳng vậy đó hả? Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về mới chẳng vậy. Bản thân mình là cũng ấn tượng rồi. Cô gái đấy, và thật sự là khi chụp hình về thì mình cũng muốn biết cô ấy là ai, bởi vì là người đầu tiên xin chụp hình với mình. Sau về đấy mới tìm hiểu, nói chuyện, tâm sự và nhắn tin qua lại. Vợ con làm khuya thì mới nhắn là hồi đấy vẫn anh em thôi. Chưa biết là con nhỏ tuổi hơn thì cũng cứ xưng em thôi. Mê hôm đấy thì làm thì vô tình xe bị hư thì kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ, thì con mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị, thì con chạy thế con đón Vi. Sau đấy lúc ấy thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu, thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi. Thế thì đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò, sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi, mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái phí của mình nó không đủ ăn trong áp lực cô ạ. Thì vâng, thế rồi sao? Bốn tô bún bò. Bây giờ làm sao? Cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì... Con nói với Vi đấy. Có gì lần sau thì anh thanh toán, anh bù. Thế lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Thời sinh viên có được 800 nghìn ạ. Đi chơi. Dạ vâng, thì hôm đấy thì... Dạ, hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Đủ khả năng. Con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ, lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ. Chứ mình đi ăn là mình thấy anh nói cắm laptop này, em cứ ăn đi thì cũng hơi ngại. Sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của cái chương trình đó, thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi dạ, em Vi đều đi theo để dạ, mà đều đi ủng hộ, xem xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là giống như là con ái mộ Khoa thôi đúng không? Dạ, hay là lúc đó là đã yêu nhau đến luôn? Cái vòng mà gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau à, là coi như chính xác. Dạ, chính tức là yêu nhau đó. Là ngày 5 tháng 6 2015 á, nhưng mà về chung kết là 12 tháng 6 2015. Về cái việc gọi là tỏ tình á thì anh Khoa anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ, tỏ tình thì là em tỏ tình, nhưng mà giống như là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường, nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết, nó còn bực mình nữa, con cứ câm lặng. Dạ, lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Con trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á, nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính, rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lót đường đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới được không ạ? Thì con cũng bày tỏ tình cảm, và tụi con thì không có, lúc đấy thì cũng không có lãng mạn gì đâu, không có một cái buổi tối gì lãng mạn để tỏ tình ở đâu, nó chỉ là qua tin nhắn, qua lời nói thôi ạ. Sau đêm chung kết thì con được giải nhì, và cũng như anh Thuận nói là từ lúc mà quen nhau cái là lúc nào cũng đồng hành với con, và sau đêm chung kết thì đồng hành với con tới lúc có bầu luôn, là lúc nào cũng đi theo con, mà hai đứa đi xa quay ở đâu rồi đi với nhau hết ạ. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Tới đám cưới của anh Giang ạ, anh Trường Giang là 2018, ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó, thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới,
Tiền bạc thì cũng rủng rỉnh đúng không? Xô cổ. Dạ cũng có trang trải một chút ít đấy, nhưng mà Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì em bị áp lực nhiều ạ. Là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bu vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Là dạ, chứ còn trước đó là em vẫn đi làm, vẫn nói chung là vẫn tự chủ được tài chính. Và những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay nhắn là... tin chửi em nữa à? Nhắn tin riêng vô Facebook em, nhắn tin ngoài riêng nói em mê chửi. Tiền ra thì còn nói em cái gì nữa? Dạ lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả, sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền, bắt đầu đi sửa sắc đẹp, nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn. Kệ mình làm dạ. Dâu của người gọi là nổi tiếng thì mình không quen thì vẫn buồn khóc, nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì ý là không nhỉnh bằng Vi. Về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Mọi người không có hiểu hết được cái tình cảm của hai đứa, không hiểu được hai đứa bên trong là cái gì. Thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Nhiều lúc nhìn vợ anh buồn lắm. Nhưng có cái gì thì mình cứ nói thật ra thì hai vợ chồng hiểu nhau. Trước khi có em bé thì hai vợ chồng con thì có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn. Bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong rồi sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm mà. Không hỏi thăm con luôn, toàn con hỏi thăm vợ thôi. Con như dở mặt với con luôn đấy. Đấy, bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Đấy, các cụ là hay thế lắm em ạ. Rồi, nhưng mà bây giờ quay lại cái chuyện tình yêu của tụi nó đây chị. Không phải là em tò mò đâu. Thôi em không tò mò. Cái phần này chị nhường cho em. Nhưng mà gì nè, thế này nè. Tại vì trong mắt của anh á là Khoa nó rất là hiền. Bây giờ em hỏi luôn cho nên đi. Anh muốn biết là trong tình yêu đó thì bạn ấy có hiền như vậy hay không? Dạ cũng hiền lắm anh. Lúc nào cũng hiền đến bực mình á. Đến bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Dạ nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5 tháng 6 ạ, trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy, thì con đứng trước gương thì con cũng thử đưa cái mặt, mình hay tập diễn mà, thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi, thì bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Rồi lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Thế bây giờ cô hỏi thật nhé, cô hỏi thật thế. Trong 7 năm yêu nhau, cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất? Dạ, chắc là lúc biết con có bầu á con. Lúc mà con báo là có em bé đó. Dạ. Thế lúc đó là sao con? Ôi dồi ôi, con được làm bố rồi. Trời ơi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Mà hôn bụng. Bụng hơn 2 năm mới có được em bé. Là vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn con nữa mà cũng chưa được ạ. Chưa được. Ôi yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chung. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là nói xấu nhau ấy. Vì biết vì xem. Phần mà nói xấu nhau ấy con. Đó. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không Vi? Chồng em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi chứ còn không là bừa bộn, tức là bừa bộn đúng không con? Bừa bộn cỡ nào? Dạ, theo bừa bộn. Mà nếu mà không có con thì chắc cái nhà rác lên thấy cao. Thế là quá bừa quăng, rồi. Kiểu quăng thoải mái. Level đấy. Cao rồi. Rồi xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo anh mặc hôm chương trình này, hôm chương trình kia là phải con tìm chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn, con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm không.
là quên đúng không? Nhiều khi đi diễn về mệt cái đầu cái quan lại á, anh ỷ lại á, thì có người dọn cho nên ỷ lại. Với lại mình cũng phải có tật xấu chứ anh. Mình sống là hoàn hảo quá nó áp lực lắm. Đôi khi em có thể là em kể về em có thể gấp bộ đồ nó rất là đơn giản thôi. Đôi khi mình cũng phải tỏ ra mình có tật xấu gì đó chứ. Mình hoàn hảo quá vợ chủ quan ấy. Mình hoàn hảo quá vợ chủ quan ấy. Đừng bao giờ để vợ chủ quan trong hôn nhân, trong cuộc sống gia đình. Mà lúc nào vợ cũng phải nghĩ chồng phải làm cái này cho chồng này kia chứ. Vợ chủ quan quá không làm gì cho mình hết, lâu lâu nó khô lắm anh ạ. Còn em thật sự em không phải là người ẩu tả, không phải em nói đâu, nhưng mà trong ví dụ trong công việc kịch bản hay tất cả đồ đạc con rất là kỹ luôn, nhưng mà khi về nhà thì mình nó thoải mái một xíu chứ mình cứ cả trong công việc rồi kỹ rồi về nhà cũng kỹ càng, nó cuộc sống nó không có màu sắc. Đôi khi thì cái quần thì mặc về thì quăng ở đấy thôi thì nó cũng bình thường thôi. Bị hổ ghê dạ. Ông dạ. Bị hổ đó. Thế thôi, thế còn gì nữa không? Thế có mê game không hay là mê dạ. Có đam mê gì không? Dạ đam mê câu cá. Nhiều khi câu cá đâu sao già thế con? Chung là con nó cũng giống như mặt của con á. Cuộc sống của con nó cũng chậm xíu, mặc dù trời rất nắng, có thể là 11-12 giờ trưa đi câu cá ấy. Nên là da nó đã đen rồi thì nó cứ liên tục đen như thế. Lâu lâu vợ ông nói là spa thì này kia dạ, với vợ cho đi câu đi thôi. Dạ có, đi chăm da giống như chăm 10 ngày thì đi câu cá một ngày là coi như xong rồi. Là cái đam mê á. Khi cũng bực mình nhưng mà chồng nói là anh chỉ có đam mê câu cá thôi, anh không đam mê gì khác hết. Em mà còn cấm nữa thì sao được thì thôi. Thế thời gian nữa lại thêm cờ tướng nữa đấy con ạ. Câu cá với bi da nhiều khi một ngày được nghỉ là chỉ có gặp chồng con được buổi tối vài tiếng thôi. Con ơi, là vợ, đi cả ngày. Ấy, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Ghen không con? Dạ không, cô con thèm được ghen mà không ghen. Ghen không ghen à? Từ sao lúc con yêu đến bây giờ luôn con thèm được cảm giác chồng ghen. Ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi, còn con thì không ghen quá, chưa dạ bao giờ. Không. Bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương không mà sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con không thể nào mà vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được. Thật sự luôn đấy, mà về con rất là tin tưởng luôn. Nhiều lúc mình nhìn vào gương mình nói là một người đàn ông như thế này thì vợ làm sao mà có thể bị cuốn hút bởi người đàn ông khác được chứ. Quá hoàn hảo đúng không? Dạ vâng ạ, mắc mơ màng đó. Dạ vâng, cho nên là con rất là tin tưởng luôn. Nhân đây nói luôn đi. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào khoa? Giống như cái bếp ga anh là bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Dạ có cắn con một lần ạ. Thừa sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa khoa? Dạ vâng. Lâu rồi ạ. Lúc nó chưa cưới. Lúc nó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có con cái đầu nó phải nặng lắm cho nên mới cắn. Dạ ghen đấy ạ. À ghen. Ghen với ai? Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn của với lại bạn con nữa thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị ngắn gọn quá, bị giống như kiểu là xúc tích quá. Con thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ con đâu, nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi, xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con mới bắt đầu là nói chuyện lại. Rất là thẳng tính luôn ạ. Nhiều khi là ví dụ như trong quản lý một cái quán thôi, đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề, thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây thì thẳng quá thì nhân viên nhiều khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cả nể quá, phải có người này người kia cô chứ, hai đứa đều thì mà lúc nào cũng phải khác nhau nhau đó. Dạ. Nhưng mà vậy cũng hay, đó là một cái sự bù trừ lẫn nhau. Chứ còn tật xấu gì không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn. Chẳng hạn như là đi mua sắm online. À có. Dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ, và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn. Đôi khi con ra con lấy hàng xong rồi điện anh ơi, con hàng đen nó vẫn ở ngoài nhá, anh vào anh khóa cửa, là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Đấy, biết tên tất cả mọi người luôn, và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi. Bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết giả thì... Nhà con mua cho con không có gì đâu ngoài đồ, và đôi khi thì nhận là
một câu, cái này em mua cho con, cái này em mua cho con. Nói chung là lướt mạng xã hội thì có thể chán, nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không bao giờ chán. Lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi, rồi bây giờ hôm nay thì Mạc Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con mong là bớt suy nghĩ ạ. À. Dạ. Bớt suy nghĩ nặng lại, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Cứ sống nó thoải mái thôi. Ừ. Mình. À, thế còn Vi, Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Dạ. Em muốn nói thẳng ra. Giống như lúc cưới thì em nói là chồng em đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo. Cho nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn. Chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hung con rồi phải hung vợ nữa. Giờ hung con không? Ôi đó là một cái điều ước là chính xác luôn. Tôi hiểu một cái mong rồi. Muốn bây, quá tuyệt vời giờ, luôn. Chốt một mong muốn thôi nãy giờ. Không, có quyền mong muốn cái nhiều thứ là em mong muốn. Còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Bây giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi. Hai mẹ con phải nghe nghe nhau chứ. Chưa. Hôm nay con mới nghe được cái điều đấy đấy. Dạ. Nhưng mà lần sau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Đúng, nói thẳng với anh chứ đừng có để trong lòng lâu như thế. Ừ, dạ, đúng rồi. Anh định nói. Thôi bây giờ nhân hôm nay nè, anh muốn Khoa có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không? À, tại sao mà lần mà nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới là anh cảm thấy rất là hồi hộp và nó như là lần đầu ấy, bởi vì để mặc được chiếc váy cưới này em đã phải thiệt thòi rất là nhiều, phải chờ đợi rất là lâu. Thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không chỉ là 1 năm, 2 năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời này. Đúng là thời gian gần đây thì hôn con nhiều hơn, thì ngày hôm nay ngay tại đây mình hôn nhau một phát em nhé. Trời ơi. Dạ. Tôi xúc động quá đi mất thôi. Đấy. Vì tôi quay đi. Kìa. Tôi quay đi. Động lắm à. Ừ. Dạ, con muốn là cô và anh chứng kiến nụ hôn này. Dạ, dạ, tôi chứng kiến luôn. Dạ vâng ạ. Lần đầu tiên và mấy năm nay thì nụ hôn nó hơi chớp nhoáng một chút xíu. Thì hôm nay mình làm lâu một tí em nhé. Chứ là lãng mạn lãng mạn, nhưng mà con người anh là nó vẫn nhây nhây một chút xíu, nên là cuộc sống nó phải vui đưa mồm đen. Rồi. Đẹp trời quá. Đáng yêu quá. Mất. Hôm nay là chắc là lần đầu tiên mà hôn lâu như thế ở trước máy quay với lại công khai đấy. Công khai luôn đấy. Thôi bây giờ chúng ta đến lời chúc của ông mụ nhé. Rồi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Mạc Văn Khoa, Hà Dư Vi sau chương trình này các em sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Chúc cho hai đứa trong năm nay bác sĩ báo tin vui và qua năm sau sẽ xuất hiện cậu ba bún đậu đến với gia đình họ Mạc, và đây sẽ là tin vui cho cả hai bên gia đình. Trời ơi, em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, tạm với một người ăn chúc đâu bầu đó như anh ấy thì em thấy rất là vui luôn. Và hy vọng rằng điều chúc của anh sẽ thành hiện thực ạ. Yên tâm. Con mà nhận được miếng cước chùi nồi là coi như xong. Là đúng rồi. Là xong luôn. Hồi đó em cua vợ em là công việc của em cũng như bây giờ. Nhưng mà giả danh là em không nói là đi chơi nhà lầu chơi gì hết. Biết bạn làm công ty. Anh bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy, cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Khoảng 10 ngày sau em dẫn tới nhà em, rồi hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Em dẫn lên sân thượng, cái sân thượng thì nó mát lắm. Nên cái dịp đấy em hôn cô. Cái gì tới thì tới là tới luôn ạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời. Chào MC. Em tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản ạ. Rồi vợ của Nguyên. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Ừ. Em tên là Lê Thị Thoa, nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thuận nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp nên là em ở nhà một cái Google mà có cái chương trình mà tham gia
những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Rồi em đăng ký cái hồ sơ em trên đó. Thì... mấy năm, cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ, năm đó là năm 2019 ạ. Còn mới đây à, 3 năm. 2019 ạ. Thì sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó. Nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ, anh mưu kế đó à. Có chiêu, có mưu kế hết đó em. Không, ơi. Nhưng mà anh đang muốn hỏi, anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không, cái lúc đó thì nhiều người gọi, họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em ấy thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ, dạ, cần sự giúp đỡ để vô, xin vô công ty là như vậy đó. Dạ. Xin vô công ty để làm. Ông chồng này đâu có hai ba cái nít lận. Để hỏi đi, hỏi bạn này coi coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ. Em đi xe hơi rồi em liên lạc cái điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi hay nhà lầu xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty. Thì em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà nó nghe nè, Nguyên ơi, khi mà vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với ngoài thích ngay luôn ạ. Nhìn xong mới dùng chiêu. Dạ. Đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ. Cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Thì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ. Thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. Dạ, thì lúc đó em không, anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi. Nhưng mà em từ chối ạ, em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em. Năm nay em phải lấy vợ, qua năm là không có được. Nên em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đấy, đủ thứ lý do rồi hôm nhân tiện là anh chị có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em nói lý do, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi gái rồi về anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á. Rồi cô cho cái địa chỉ. Rồi em chạy tới. Em ngồi khoảng 15-20 phút gì trò chuyện với anh chị, với mấy cháu, rồi với Thoa cái nhà em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy rồi em chào mọi người rồi em về. Đấy, hôm đấy từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn. Không? Gặp anh là thấy chưa có ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy rồi chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Nguyên thì sao? Gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Ban đầu gặp em cảm qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa, em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Ngoài đời, ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa. Đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Dạ. Là quyết định là phải tấn công. Dạ. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi. Buổi tối là rủ đi, chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á. Em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy.
tạo cái tình thế cho có hai đứa mà ở quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Cảm tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy. Rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em rồi em muốn được cổng cô ấy. Rồi xong rồi em cổng cô ấy. Ủa lãng mạn quá. Cho cổng luôn. Em cho cổng luôn. Dạ lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không? Dạ không, chỉ có cổng lên thả xuống thôi ạ. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi rào. Em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má. Hôn lên tóc thôi chứ không có dám vào kia. Bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà. Sang nhà xong rồi em dẫn đến sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Mát cây cối tầm đấy. Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Rồi cái gì tới thì tới là tới luôn. Nhưng mà lúc, nhưng mà lúc đó là em đã thích bạn này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn để về để xem tình hình thế nào. Mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Khoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người nhưng mà quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó. Tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ồ, phức tạp? Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi, có cả con nữa. Con cả cu này, bây giờ em vẫn lo cho con. Thì nói chung là trải qua một đời vợ, Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết, hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó? Dạ. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. Rồi. Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe. Xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, trông phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, là có anh là được. Thì em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có kia. Rồi coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó, trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó, và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Rồi sau đó rồi có về, thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý, bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân. Thì đã định ngày rồi nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia. Thì đã định ngày rồi nên là em cũng dọn về sống chung với anh, là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. Nhưng mà về gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không, có mọi mình người... có dễ hòa nhập không Nguyên? Hoặc là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không? Có lập mưu tính kế khi về là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình hay có con cái gì hay không. Là cái đấy là em mong muốn về để em chắc chắn cái vấn đề sau này là lấy vợ. Về ngoài đấy em lại cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố, mọi người lành với hòa đồng lắm. Thế hai đứa về sống với nhau, thế có anh ấy có nhiều tật xấu không?
Dạ thì tật xấu, nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi, cũng thành đạt mọi thứ, cũng hoàn hảo. Nhưng chỉ có mọi cái là hay nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ. Đi xa. Dạ. Em phải ra ngoài. Rồi. Xa. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là tật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào, nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó, nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc nhưng lá. Nhưng mà bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên? Chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy, đấy là rít hai hơi thuốc lào, còn thuốc điếu nữa. Thuốc điếu rồi đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi uống thuốc. Anh ngủ hay nghiến răng nữa. Nghiến răng em chả phải tật xấu, cái đấy là không cái biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không, có phụ vợ ở công việc nhà dạ không? Không. Đấy là tật xấu gì nữa, có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ, nhưng mà con cái là không phụ vợ. Chỉ ra về nhà thì điện về chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó, rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi nguy hiểm chơi quá. Game dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm, không có phụ vợ. Đấy cái đó là gia trưởng đó. Không phụ vợ việc nhà là gia trưởng không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải dạ. Là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Có nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa, có khi nghiện pizza nữa. Có khi nghiện pizza đánh từ sáng tới chiều, điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn không nhận ra vợ đâu. Nhưng mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi, chứ còn không có xong. Cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất, giận nhất luôn á, là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng nằm khó chịu mông lên rồi. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc là đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ, ghét khó lắm chịu. Đúng không? Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Dạ. Đó, tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là tật xấu. Dạ, mong muốn thay đổi luôn đi. Dạ. Mong đó. Muốn, sẵn đang nóng hổi nè, mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì sẵn chương trình đây thì em cũng mong là chồng bớt nhậu. Dạ, với lại bớt chơi pizza lại. Về không có việc thì về nhà với vợ con. Phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Vợ em thì ghen thì chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy, ghen là tật xấu rồi đấy. Đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này kia. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, trò chuyện sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là dạ. Chắc cô ấy có đọc đúng không? Chứ nhắn tin cũng không có gì quá hết. Thế có ghen quan tâm với chị gia đình cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Rồi về cái vấn đề của em mà người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới cái về vợ cũ, vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Về cái ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được. Nhưng mà đừng có qua lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ Mạc Văn Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á? Tức là tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội.
để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao hay như thế nào, tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đây. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được, cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà có như là có thương hiệu. Dạ. Những cái trang uy tín đó. Có bình luận ở dưới. Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp ơi đẹp vậy đó mà không biết thương hiệu, vô đút đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ mua là được. Em chỉ mong muốn là vợ, cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ. Vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc, rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy, thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa. Nhà em có nhà trọ nữa, trông coi thuê quản lý. Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa, muốn làm spa em mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm mới được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ được. Riêng với con đúng không? Vợ em chính xác. Riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình. Dạ. Rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á. Là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt. Bớt hoàn toàn, tại vì cô đó rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cổ. Dạ, rồi sau này chồng của cổ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy. Có nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Dạ. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau. Bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau nha. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Sao Thoa muốn nói gì không? Muốn nói gì với chồng? Với chồng không? Dạ, nói chung là chồng em là nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. Không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Nguyên đó có nói gì với vợ không? Nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn. Em thực sự cảm thấy nó sao mãn nguyện hay là như thế nào. Người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá mình gặp được người như vậy. Em không biết nói gì hơn. Em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy, em sẽ cố gắng được nữa. Thì cảm ơn em. Đấy, lãng mạn quá. Đã sinh cho anh bé gái. Rồi mong bà xã hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa. Đàn trai nữa ạ. Gái hay trai anh nghĩ là sẽ được thôi. Dạ. Nghe. Tôi rồi. Thì sẵn đây anh thượng chúc thôi, luôn anh đi chúc ạ. Trước luôn nè, không phải 5 năm nữa. Mà là cái năm qua nào? Qua năm. Cái năm bạn nào? Ấy đang mong là qua năm à? Sau. Ừ. Qua năm chứ phải năm. Qua năm, năm, qua năm. Năm tới. Năm năm không? Không, qua năm. Thôi vậy chúc luôn đi. Trời ơi, mắt mồm mắt mỏ nè. Ừ. Rồi chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe. Rồi sẽ thương nhau thật nhiều. Ha. Sẽ hiểu nhau thật nhiều. Đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Trong đó có các con. Của các em nghe. Và các con chung nghe. Và các con bé trai luôn. Đó, tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay. Năm nay nói luôn đi. Đúng rồi. Năm nay bác sĩ báo tin vui. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Thoa và Nguyên nghe. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh chị. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Dạ em rất là.